đầu đừng có làm. Cái đầu thôi bị chấm chấm kim thôi nó đẹp ha. Cho tăng màu vô đi. Rồi lấy kim một đi. Nãy em đi kim một á. Điểm đi đầu trong lòng quá, điểm đi hai cái viền nha. Chỗ này hồi lấy cái đan minh á. Chuyện bon cầm cái đèn luôn. Nói ơn, nhờ ơn bon cầm cái đèn luôn. Điểm gì? Chị đâu thích cái đầu đậm đâu chứ không? Không, không, đừng tí đầu đậm. Cái đầu ổn em đánh nhảy ra trong lòng được rồi. Đèn tròn trên lòng. Cái đầu nó đậm. Xin chào các tình yêu. Các tình yêu đi ăn cơm chưa? Nếu mà chưa ăn cơm thì xem livestream của anh nè. Hôm nay chia sẻ kỹ thuật xử lý màu xanh chân mày nha. Bữa giờ cô chưa chia sẻ cái này nha. Chia sẻ kỹ thuật xử lý chân mày bị trổ xanh dày nha. Và tạo dáng mới ha. Chân mày dáng mới thì bị nhỏ mà bị xanh ha. Khoan cái đó khoan. Đi cái phần sau đi, hồi điểm cái đầu nha. Đây một bên này bị xanh nè các bạn. Đây bên này xanh chưa xử lý ha. Ok chưa? Thì đó. Xúc lên chút chị. Đúng rồi. Bắt máy anh nè. Đi kêu dưới kêu bon ha. Ở mấy giờ? À đi ăn cơm. Về lên đi phút. Đi hết rồi. Đó mình đã xử lý xong. Giờ nó đi đâu rồi? À, rồi ok ha, nó che lên lắp đỏ rồi ha. Rồi lao đi. Em lao cho khô đi, cái da nó ướt men kìa. Lao đừng lấy giấy như vậy, một miếng mỏng, một mỏng thôi. Một miếng thôi. Nhỏ vô mực một giọt. Một giọt quậy lên. Em hay xíp lại giấy cho nó gọn đi. Chân mày xử lý xanh nha các bạn ơi. Đưa cái chân mày khỏi khỏi. Anh xin chào Phạm Ngọc Minh Trang nha em. À, sau khi chân mày mình nó xanh như vậy ha, sau khi mình xử lý qua một lượt thì nó sẽ nâu. Đó. Đó. Tự chỉnh cái máy. Rồi ok. À, mình xử lý bằng mực Sami của Nhật đó Thảo Miêu ơi. À, cái anh này, chào Bích Phương nha. Cái này là chân mày này là dáng nhỏ mà bị xanh nha các bạn ơi. Bạn mẫu này thích làm to hơn một xíu ha. Làm to hơn một xíu thì chỉnh dáng, sửa dáng lại cho nó hài hòa ha. Thì đó bắt bạn, cái này học viên đã xử lý qua một cái màu xanh rồi, bây giờ đã chuẩn bị lên màu đây ha. Rồi, cái màu là mình đi cái màu nâu đen. Chocolate phải không? Nâu chocolate. Nhưng mà một cái hồi cái đuôi là em sẽ đi kim màu bằng cái màu đậm trước đi. À, Yến ớt ơi, à, trong quá trình xử lý á, thì mình sẽ đi cái màu mực Sami. Màu mực Sami là màu cam đúng không cô? Màu xử lý đúng không? Màu xử lý là màu nâu đỏ. Màu nâu đỏ. Màu nâu đỏ là xử lý chân mày xanh bên cô nha. Đây em à. Đây. Để nó chuyển từ cái xanh nó sẽ qua ánh đỏ nha em. Ánh đỏ sau đó mình sẽ có một cái dòng màu nâu kaki để chuyển màu qua cái màu nâu ha. Đây nâu kaki. Nâu ánh riêu á, kaki còn gọi là nâu xanh riêu á em. Rồi bắt đầu mình sẽ lên cái màu nâu sô-cô-la là màu chủ đạo nha. Tùy theo cấp độ xanh mà mình lên màu, chứ không phải là ai mình cũng lên màu cái nâu sô-cô-la hết nha. Ví dụ xanh này xanh vừa phải, xanh tương đối chưa có đến nỗi nhiều lắm thì mình lên nâu cái đuôi thôi, nâu sô-cô-la.
Còn mà nếu mà xanh nữa, xanh nữa, xanh dày, các bạn cứ xử lý thôi. Các bạn cho khách về một tháng sau quay lại mới là xử lý tiếp, rồi là lên mình làm lên dáng, rồi mình mới lên màu chủ đạo nha. Bé ơi, cái gốc đỉnh, cái gốc ở trên thôi, không không có bôi hết đâu em. Cái đó em đi vậy nó mất màu á, ô tông. Cái đuôi thôi em, đầm cái tay đi, thả cái đuôi thôi cho nó ấy. Đầm cái tay, chậm lại. Nét, nhớ là cái nét đuôi các bạn phải cẩn thận nha, đi đầm thật là đầm tay nha. Cái này là đang lên màu chủ đạo ha. Rồi thôi, rồi bắt đầu chuyển cái máy đi qua cái đoạn tiếp theo. Anh xin chào Hải Neo Phun Sâm nha. Anh xin chào Julie Đoan. Thích Kim nha, lại lăn tay Thích Kim. Julie Đoan học viên của mình nữa, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, sô cô la. Rồi bắt đầu cũng từ cái chỗ đó. Julie Đoan học viên đó, bé Đoan đó, bé Đoan gì đó. Không biết cái tên, đặt cái tên không biết kêu. Cái này đang trong quá trình để lên màu nha. Đây là chủ đạo là màu nâu sô-cô-la nha. Màu nâu, những cái chân mày xanh các bạn nhớ là không có được lên màu chủ đạo là màu nâu có gốc đen nha. Nâu sô-cô-la, nâu tây, nâu vàng ha, tùy theo cấp độ xanh vừa hay xanh nhiều, xanh ít mà mình lên màu chủ đạo nha. Chứ không phải là chân mài nào mình cũng đi chỉ có một màu này thôi nha. Trong quá trình sang lên phim các bạn có thể đặt câu hỏi, khi nào cô free cô sẽ trả lời cho các bạn nha. À, Julie Đoàn hỏi là ai đang làm vậy cô? Học viên à? Không. Chị Thu á em. Đó hả? Cô trả lời em kìa, học viên ạ à kìa. Julie Đoàn sực phàm chứ em. Julie Đoàn là một Việt Kiều ở Taiwan nha các bạn. Julie Đoan đã từng học ở đây. China. Taiwan. China. 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 Thôi Taiwan cho nó sang. À, Yến ớt có hỏi rằng là xanh nhiều thì khi xử lý xong nên đi màu gì ạ? À? Khi mà bị xanh nhiều mà xử lý xong mình nên đi màu gì cô? À, em ơi, cái xử lý xanh nó xanh nhiều hay xanh ít gì bên cô cũng dùng là cái màu nâu đỏ để chuyển màu qua nha. Cái màu nâu đỏ giống như xanh ít thì em sẽ đi một lượt, xanh nhiều hơn nữa thì hai lượt, ba lượt tùy theo cấp độ xanh nha. Mình sẽ chuyển cái màu xanh này qua cái màu, đi bằng cái màu nâu đỏ, nó sẽ chuyển qua ánh đỏ, nâu ánh đỏ nha. Nâu ánh đỏ sau đó nó có một cái màu nâu xanh riêu hoặc là nâu kaki nha, xanh riêu hoặc là nâu kaki ha. Mình sẽ lắp đi cái nền đỏ đó ha, rồi nó chuyển qua cái tông nâu nha em. Còn những cái đối với những cái xanh mà vừa phải, còn cái xanh mà nhiều quá, dày quá, xanh đen, xanh tím, xanh dày quá thì cái nền dày như thời xưa mà quá chất nhiều á, nó dày cộm cái nền da lên, thì em chỉ xử lý hai cái màu như cô đã nói. Em cho khách về ha, xử lý cho kỹ cho khách về ha. Sau đó một tháng sau quay khách quay lại thì mình sẽ xử lý một lần sơ nữa, bắt đầu em mới lên màu chủ đạo là nâu sô cô la nha. Thấm cái thấm. Thấm sát mai. Rồi những cái chỗ trắng trắng ở phần đầu em làm màu thôi ha, cái chỗ trắng đó. Làm thẳng thôi. Rồi cho cái tiền bên dưới á. Đừng có cho nó lên nữa, nhìn cho nó thẳng. Chỗ cái trắng thôi, chỗ kia đừng có đi nữa. Chỗ đó chỗ xanh, cái đầu đó là đầu xanh, đừng có xuống, đừng có làm màu cái phần dưới. Mình chỉ làm màu cái phần trên thôi. Rồi cái dương.
như được bao bao nhỏ đi. Được bao nhỏ như cái đèn. Ờ, Yến ớt cảm ơn cô ạ. Ok em. Rồi, à, tiếp theo cái phần từ đỉnh đi xuống đuôi với phần hở hở viền đó em. Đỉnh đi xuống đuôi, đỉnh, đỉnh chân mày. Ờ, em ơi, là, nhờ nhờ ông đình á, thằng Bon á, thằng Bon gì á, đem đi qua cho chị cái đèn mà, để chụp hình á. Cái đèn để chụp hình á. Đèn tròn, đèn tròn á, ở trên lầu á. Đèn tròn ở trên lầu á. Cái đèn mà... Rồi, hôm nay có... điện thoại á. Không, cái đèn, cái đèn bự cao nè. Cái đèn, cái đèn cao để làm khung đó. Để làm đó. Để hôm nay chị có 4 mẫu. Ờ đúng rồi, nhờ ai đem qua trường đi. Bon không bon á, kêu bon cầm. Về á. Về. Ờ đi đem cho chị một hộp bao tay đen cho nhỏ nữa. Về về rồi. À, nó như vậy đó hả Nguyễn Vân? Anh sẽ ghi nhận cái phản hồi của em nha Nguyễn Vân. Anh chào Adina Hằng nha. Em nhắm mắt lại đi em, trời không có xấu đâu được đâu. Vậy phải hướng dẫn học viên chứ, đúng không? Phải đẹp không? Có kinh nghiệm. Phải phải hướng dẫn cho mấy bạn làm trên cái nét của chị không? Giỏi. Mẫu là mẫu, không phải là đẹp, chứ không phải là mẫu là không có làm đẹp đâu nha. Mẫu thì cũng một người cắt thôi. Để cho mấy chị rút kinh nghiệm, để mấy chị về mấy chị làm. Còn mọi người lớp tin mọi người biểu nó phần lòng không biết. Ở đây em thấy chị khung rồi đó chứ không? Mình cứ đi trong đó thôi. Chị mới tìm mới tìm chị có tìm điện đó. Chị dắt cho chị mới tìm cái đó. Cái gì đi động lại chứ khác bằng đó. Chị thích chị rồi. Khi mà chị thấy đau mỗi lần đi ai đây nhát tay cũng chết. Đúng rồi, tổng lý này là chị đau quá em nhát tay. Đúng rồi, chị không đau bao chị... dễ làm. Chị nằm im nó đau khỏe rất nè. Nó làm cho đẹp em. Mấy người đau đau tự nhiên mình ớt tay. Rồi, chỗ giờ lấy chim một. Chim một mình sẽ điểm cái chỗ trắng nè. Chỗ trắng ở cái đầu thấy không? Cái độ hở của phần trên đó. Em ơi, cái tay em đang làm ở đó thì em chỉ căng nhẹ chỗ đó thôi. Nhẹ nhàng chỗ đó thôi. Ừ. Nhìn cái đường cho nó thẳng cái khung. Nhìn nè. Anh chào. Nhìn cho nó thẳng nè. Thánh Chi nha. Nó trong cái chỗ trắng đó thôi nha. Ở trong cái chỗ trắng đó, đó em lắc thấy lắc tí xíu rồi lại gì đó lắc rồi ở trong đó, ở trong cái độ lông nó đừng có đi xuống dưới đó là màu xanh hồi nãy mình hạ rồi mình không cần nữa nha. Mình hạ cho nó nhạt thôi, cái đầu là càng tự nhiên càng tốt. Ví dụ như cái đầu người ta xanh quá đúng không, hạ bỏ rồi nó sẽ mình tập trung cái chỗ phần thiếu thôi, còn cái chỗ cái đầu nó hạ bỏ để cái đầu nó ra tự nhiên chứ không phải là mình làm cho cái đầu nó đậm thêm nha. Thêm cái màu, thêm lấy cái nâu chấm ở chỗ trắng. Những cái chỗ đó là chỗ mới, nhớ là những cái da mới đúng không, cái da mới là cái da là mình người ta muốn to đúng không, thì mình làm thêm thì mình phải
đi cái chỗ đó là cái màu đậm trước để lót nền, sau đó mình mới phủ cái màu nâu lên thì nó ra nó mới là cùng một màu. Còn thôi nếu em đi cái chỗ mà mới á, mình làm bự ra mà chỗ mới mà em đi cái màu nâu phủ chủ đạo giống như là cái chỗ mà đã có màu rồi thì chốc ra nó sẽ ra hai màu, tại cái chỗ cũ nó đã ăn màu rồi, nhưng mà chỗ mới thì nó khó ăn màu hơn, nên mình phải làm cho cái màu kia nó bằng cái tông hiện tại đang có. Thì mình mới lên màu chủ đạo thì nó mới hài hòa, tóc ra nó sẽ không có bị hai màu ha. Thêm cho thẳng cái tay để thấy cái đường viền nó đúng rồi, mình mới thấy được là nó sẽ bị lỗi chỗ nào. Cái ngón tay út ở dưới không được đẩy lên, tì xuống để cho nó thẳng, tì cái da xuống chứ không phải là đẩy cái da lên. Cái ngón út á, tì xuống vậy nè em, chứ đừng có đẩy nó luôn mới lạ. Đẩy lên thì đó, cái thịt nó đầy lên, tì xuống, tì xuống vậy nè, ừ, chằn xuống dưới á, sát cái tay sát cái đường chân mày luôn, cái tay ngón tay út để ừ nó. Mình thấy từ một cái tỉ mỉ, từ một cái kỹ thuật, từ một cái cách cầm tay, từ một cái căng da để cho mình làm nó tác phẩm nó đẹp, nó chỗ trắng ở bên trong đó. Sáng rồi nhá, nó đèn chiếu đủ rồi. Cô. Ok. Giờ em muốn tém cho nó ấy lại là mình lấy cái tâm mình ấy nè ra ha. Ừ. Cái chỗ đó là cái chỗ da mới đúng không? Hồi nãy cái đầu nó bị nhỏ mà nó bị chuối, bây giờ mình làm cái đầu nó lên khắp đồi là làm cho nó to ra, thì cái chỗ đó là chỗ mới. Thì mình phải tập trung điểm chỗ đó chứ mình không có đi cái chỗ bị xanh. Đánh cắm so le ra phía giữa cái đầu chưa tới đó. Ừ. Đừng có xuống đó, đừng có xuống đó. So le chấm đi, so le chứ không phải là đi một hàng. Rồi, lao từ từ ha. Rồi. Rồi điểm lại coi những cái chỗ trắng rồi bắt đầu đi nét lại bằng cái màu màu đen. Màu đen ha. Căng cái nửa cái tay căng miệng sao nữa. Mình làm chỗ nào mình để cái tay chỗ đó để mình cho chuẩn cái tay của mình. Nước nét đi, những cái chân mài xanh là phải đi cho nó sắc đầm tay hơn, nước chậm và đầm tay hơn để cho cái nét nó bén, không có đi một chỗ ha. Tay mình phải giữ trong tư thế đầm. Đi đầm chứ không phải đi giật cái tay. Đây mình đang điểm sót này mình. Không có ra cái đường này. Trong cái này nó mới ra được chứ. Ra là nó sẽ bị nhô nhớ ha. Nó bị đi ra. Mình lo là nhét, nhét ra là không còn đẹp á. Không còn đẹp á. Là nhét ra là không có đẹp đẹp á. Hồn á, hồn á. Ở đây đây cô nó bị trước á, rồi cái này nó tới đây thôi. Thứ bị căng lòng á. Nó bị căng lòng á. Rồi cái này mình có thêm nhớ nè. Con này nghe hoài.
nhé. À, xin chào Giang Anh nha. Em đang xem cô giáo hướng dẫn cho học viên xử lý chân mày trổ xanh ha. Đồng thời là mình sẽ phun màu nâu sô cô la. Đây là trong cái giai đoạn mình lên màu chủ đạo chưa cô? Đang sắp hoàn thiện rồi đó. Em mới vô hả Giang Anh? Hồi nãy mình xử lý bằng cái này nè em. Màu nâu đỏ ha. Đây là chuyên dụng để xử lý chân mày chỗ xanh nè. Mực Sami, mực Nhật nha. Lọ này là 340. Có cung cấp tại Huy Thảo chuyên cung cấp dụng cụ phun sâm ấy. Chuẩn không? Cho nó chuẩn cái tay, cho nó chuẩn cái tay ha. Chứ không phải là cái tay này là mình không có đẩy lên như vậy mà mình phải đó. Không? Thì mình mới đi cái nét nó dễ hơn. Chứ mình đừng có đẩy luôn cái thịt này chạy lên đây là không có được ha. Rồi mình tới cái đầu rồi nè, mình không có đẩy xuống như vậy, mình phải đưa cái tay ngang lại. Để làm chi? Để mình thấy cái đường chân mày nó không bị chuối. Đó, mình đưa ngang lại, mình căng ngang lại thì cái đường chân mày nó mới thẳng được ha. Nó không bị chuối là mình sẽ tạo cái lớp hỏng đẹp hơn. Rồi, cái đoạn chỗ này nè nó chưa có nét nè, thấy không? Cái chỗ đỏ đỏ nè, căng cái da, căng giống như chị mới chỉnh đó. Nói chung là cái đó sắc là tôi nói nó chỉ trà cái chỗ cái đầu thôi chứ. Dạ. Cái đường đó là sắc hết rồi, chỉ là trà cái chỗ cái đầu thôi. Mình mới ngay với mình mới đi được, mình không. Cái tư thế ngồi mình nó cũng rất là quan trọng, để mình ngồi mình chẹo ngoe qua một bên làm sao mình làm được cái tác phẩm đẹp. Rồi cái nét ở trên lướt nhẹ thôi, cho cái chỗ nét đỏ đó, cái đoạn trên này không có đi nữa. Mà cái đoạn đây, tại vì những cái chân mày xanh là tụi em phải nhớ là những cái chân mày đó, nếu mà mình đi mà cái nét không sắc là nó sẽ bị lem nhem. Người đẹp ơi, nhìn mất nhất dùm. Nó bị lem nhem, nó không có được sắc ra chân mày nó, cái dáng cũ nó vẫn còn, đúng không? Nên mình phải làm sắc sảo hơn. Sắc là để cho nó mướt cái đường đó, nhuyễn cái đường đó, chứ không phải là sắc là làm dày cái đường khung. Đó, thấy không? Rồi nhớ là cái chỗ mà bị, cái chỗ mà trắng là mình lấy thêm chân mày to ra, đúng không? Thì chỗ đó lúc mà em đi lên màu, em cũng phải đi kỹ hơn những cái chỗ đó có màu rồi. Nhớ ha, cái chỗ có màu rồi mình xử lý, mình hạ nó xuống màu, chứ không phải là mình lên màu cho nó đậm. Còn cái chỗ mới là mình cần nâng tông để bằng cái chân mày hiện tại đang có. Rồi tiếp tới chút xíu nữa, nói chỗ cái đỏ đó, em căng cái tay cho chị nói lại coi. Ừ, chứ không có được tì xuống, ừ, tì để đứng cái tay lên. Lấy mực, hết mực. Giang Anh hỏi là lông mày mới làm xong á, bị đậm thì muốn nhạt lại thì đi màu nào cô? À, em dùng nâu kaki hạ màu trong một tháng nha em, hoặc là nâu vàng nha em. Rồi cái chỗ này là cái chỗ là mình tăng cái màu cho cái khung nó to, đúng không? Thì em sẽ phun tiếp cái chỗ này cho nó đậm một tí xíu nữa thì nó mới đủ để mà móng nó tróc qua, là nó không bị hai màu nha. Nó sẽ hài hòa luôn. Nhớ xử lý xanh là phải kết hợp giữa cái màu chân mày đã có và cái chân mày mới để làm to dáng. Mình sẽ tập trung cái phần đó một tí xíu nữa, không có đi ở khung. Lam điểm thêm từ cái đỉnh đuôi là những cái chỗ mà bị trắng á, chỗ hồi nãy là mình thêm đúng không? Nó điểm tay, điều tay lại, thích thêm lại để cho nó nâng tông cái chỗ đó lên để cho nó hài hòa. Chỗ đó là chỗ mới, cái da mới. Rồi mình làm ra là mình sẽ thành một cái tác phẩm giống như là chân mày, không phải chỉnh sửa nữa. Tại vì nó đủ cùng một màu chứ nó không phải là hai màu. Đó, chỗ đó. Những cái chỗ đó là chỗ mới đúng không?
phải nhìn cái đường thẳng mà căng cái tay nhìn theo cái đường thẳng mà đi để nó không có bị lỗi. Các bạn hãy để đến từng cách một, chứ không phải mình làm cho xong một cái cặp chân mày ha. Giang anh nói mình xử lý mà cái mày động nãy bằng vàng nghệ được không cô? Bên cô thì không, vàng nghệ là công thức thời xưa rồi em ơi, nó không bằng cái này nha em. Cái này nó hiệu quả cao hơn, làm được nhưng mà sẽ không bằng nha em. Nếu mà em xử lý không kỹ nó sẽ bị bớt nha, mà nó không hút bằng cái nâu đỏ này nha. Cái màu xanh trước khi làm cho tôi xem. Mấy mấy à? 331982. Trước kia nó xâm như thế này ha, sau khi mình xử lý xong nó sẽ ra được như vậy. Nó giống như là chân mày mới chứ không phải là chân mày xử lý nữa, nếu như kỹ thuật của bạn xử lý khéo ha. Để anh xây thuận chiều rồi cho các bạn xem nha. Nó là cái đầu của nó của cũ nó bị đỏ mà nó bị vuông, ý là cái đầu cũ của em, cái đầu cũ rồi bên đây nó bị đỏ mà nó bị vuông. Rồi thì ngồi vậy, xong chưa con? Cái nét đỏ nè, nó bị nhạt thấp hơn các bạn nha, cái nét đỏ cũ nè. Nhưng mà đi thêm cái nó dày hơn bên kia nó chẳng hạn. Còn cái này làm như vậy là cái đầu nó bị to rồi, đầu mình nó cao hơn. Thì bởi vậy, thì lấy chị nghe máy lên chị. Cái cũ đáng này bị đỏ nè, chị không biết chị đã thừa mình, chị này nè. Bây giờ nó khui đỏ, đỏ cái cũ rõ ràng nè, một thằng nữa thôi. Cái này là cái cũ để đỏ cho thấy gì, cái này có gì chấm chấm để cho nó bằng cái đầu nha, hiểu rồi. Không có chấm ra ngoài nữa, mình chấm dễ. Trước kia nó xanh gì vậy các bạn, sau khi mình xử lý xong nó sẽ nó đẹp ha, nó một cái nâu đẹp thêm là... đỏ đỏ chỗ này một tí nữa nha, ở trong của chỗ này nè. Các bạn đang xem cô giáo hướng dẫn cho học viên xử lý chân mày tổ xanh nhé. Trong quá trình xem livestream các bạn có thể đặt những câu hỏi để cô giáo bằng kinh nghiệm của mình trả lời cho các bạn ha. Ông Nguyễn Hưng bên cô có bán mực đầy đủ nha em, mực tất cả các dụng cụ để làm phân phối sỉ nha em. Có bán đo mực đó luôn hả cô? Đúng rồi em có. Em đến thương hiệu Huy Thảo chuyên cung cấp dụng cụ phun sâm là có đầy đủ nha em. Đây chuyên xử lý chân mày chỗ xanh. Một hồi cái đuôi á, cái đuôi nhọn nó lấy cái màu đen đi cho nó đậm một tí xíu. Nên là cái đuôi này tại sao? Cái đuôi này là cái đuôi chân mày mới đúng không? Chân mày cũ của bạn này nó chỉ có tới đây thôi đúng không? Chân mày cũ của bạn này rất là ngắn mà nhỏ. Thì mình làm thêm, bạn này muốn dài thì mình làm thêm dài. Thì phần này là phần mới chứ không phải là phần xanh. Nhớ, thì phần mới là mình sẽ đi cái nâu đen, chứ không mình không có được đi cái nâu sô-cô-la là tóc ra nó không có mặn. Sumi đúng rồi, Sumi nha. Chỗ đỏ thì mình đi màu ca đỏ cam, còn chỗ xanh thì mình đi đỏ cam, còn chỗ đỏ thì màu mình đỏ. Đi kìa, bạn có mua rồi kìa. Chỗ xanh thì bên đây là đi dùng màu nâu đỏ chứ không phải là màu cam nha em. Màu cam là cam của môi, cam tươi là của môi, còn màu này là nghiêng về ánh gốc nâu ánh đỏ nha. Rồi. Còn chỗ đỏ thì mình đi màu xanh rêu đúng không? Nâu kaki em, nâu kaki còn gọi là xanh rêu đó em. Ở trong của cái viền chứ không phải là nó. Chỗ này nó còn bị đỏ nhẹ. Cái tai này. Đây em à. Bính đó. Học viên này thấy đánh đòn. Sumi nha. Nhớ cái đây tai mình nó rất là quan trọng để cho mình làm xanh một rêu. Tác phẩm đẹp. Nó chỗ đó nó bị đỏ đó. Nhích ra ngoài một tí, gần sát gần cái viền thôi chứ không có ra cái viền.
ca xử lý xanh này á, nhiều bạn làm nghề gặp phải cũng mệt mỏi lắm á. Nên tại vì nhiều khi xanh mà xanh dày mà cái bảng thì rất là nhỏ, mà khách hàng đòi cái bảng to ra dài hơn thì mình đã tạo một cái dáng mới rồi. Nó ok rồi đó ha, để cho nó bằng cái đầu bên kia rồi xong nó chị chờ chút xíu cái này nè. Còn cái đầu của em á là cái đầu của em bị đỏ, mà cái đầu bên đây là bị vuông, hiểu không? Không có lông mà nó bị vuông, không có lông mà nó không bị vuông. Đó rồi xong rồi chị có thể ngồi vậy, ngồi vậy cái chùi cái lớp của em nha, để yên vậy tại vì em xóa đi cái màu của chị. Xong rồi, trời ơi, cái nét cái vô cùng hết hơn. Rồi em đi cái đu nhọn cho đậm. Trời ơi, đừng có lạm dụng. Qua đó nhìn phía. Rồi, xử lý màu, một cái xử lý màu của cái chân mài tụi em biết đó hả? Tại sao người ta lấy cái giá chân mài xử lý xanh nó gấp mấy lần cái giá chân mài mới? Tại sao? Chân mài xử lý xanh rất là khó. Đối với cái da này rất là khó ha. Da dầu rồi nữa nè, rất là khó, nếu mà không biết cách để xử lý là rất là tệ hại, cũng là khổ sở luôn đó. Nên mình cái xử lý xanh thì nó phải lâu hơn một tí xíu, nó phải chịu khó một tí xíu. Cái đuôi nhọn là cái phần quan trọng nhất, cái phần đó là phần khó ăn màu nhất nha. Đầm cái tay dứt khoát cái nét, không có nhấc kia kim lên. Ừ. Rồi cái độ đậm nó lăn chuyển dần chứ không phải là cái độ đậm nó một chỗ đó. Nhớ. Tại vì làm được không có kỹ thuật nhiều. Thì cái giá trị đó. Ha. Rồi cái chỗ cái đầu này đúng không? Cái đầu này nó còn thiếu một hai cái chỗ này một tí xíu nè, nó hơi bị giống như cái đầu cũ người ta bị xăm đúng không? Nó nằm ở đây thì cái chỗ này nè nó sẽ bị thiếu một tí xíu ở chỗ này. Nha. Nè. Thấy không? Rồi điểm cái chỗ đó một tí nữa để cho đừng có bị chúi cái đầu xuống ha. Tay mình căng ngang như vậy nó mình sẽ thấy cái đường chỗ này ha. Điểm thêm cái chỗ này, chỗ cái lỗ trắng đó. Đúng rồi để cho tạo cái độ tự nhiên cái đầu ha. Còn cái phần dưới là không được xuống nữa, tại vì sao? Phần dưới là phần bị xanh là mình hạ màu để cho cái đầu nó tự nhiên, chứ không có được lên màu nữa là nó sẽ bị đậm nữa ha. Đầu cần cái độ tự nhiên. Chân mài bị đỏ phải lên nâu đen, không được đi nâu là sẽ đỏ nhiều hơn. Thì theo cái chân mài mà làm chứ không phải là làm đậm. Còn chân mài xanh mà đòi lên màu đó là không bao giờ được, là bị thất bại luôn, bị hư luôn, bị bắn laser luôn. Đã xanh là trồng màu đen nâu đen vô nữa là nó bị xanh nặng hơn. Anh chào Hồng Thấm nha. Nó ok hơn rồi đúng không? Hồng Thấm nè, em chào cô. Ok, chào em Hồng Thấm nha. Rồi cái chữ từ cái nét chỗ này nè, em cho nó sắc mướt giống như cái chỗ này nó là ok. Nhớ những cái chân mày này là những chân mày nè. Em bé căng ở chỗ này, nó bị gãy chỗ này không? Đó, thấy không? Nó bị gãy nhẹ cái chỗ này một tí thôi, cặp theo đó nè. Thấy từ đây tới đây đúng không? Đó. Rồi căng cái da ra, căng ngang ra để mình thấy. Rồi nó, đúng rồi, mình sẽ thấy cái độ đi nét nước hoặc là nước nét nhẹ, đầm tay thôi ở cái đoạn đó nha. Dứt khoát ở cái đoạn 2/3 nha. Ok Ngân. Rồi ok ha, cái chân mài xử lý xanh đã hoàn thiện nha em ơi. Chỗ này là cái ánh đèn hơi đỏ anh thấy. Chỗ đó nhất đừng có đi ép vô là nó sẽ bị sắc, đúng không? Mình phải đi đúng, đừng ép vô. Đúng rồi,
Cô ngồi nữa đó. Ở đây là từ mấy bạn này, mấy bạn làm rồi á, bữa trước là giới thiệu tới. Rồi em xong rồi em dọn để em chuẩn bị. Bên đó cái ngôi xong rồi em sẽ chuẩn bị để cho mà bên đó nha. Dạ. Thôi chim. Dạ ăn đi. Cái này có ai vậy? Với em. Em ăn hết đúng không? Còn bên đây là thằng con bé kia em dùng bằng cái gì? Mình đổ điện kia hả? Đây không có ghim đâu. Không có ghim tí nào. Xài điện. Phải đặt cái xài điện. Không có ghim điện. Quá tài chưa. Ok ha, chương mà xử lý xanh đã hoàn thiện rồi nha các em ơi. Đây các bạn coi hai cái dán đúng không? Bán bên đây là dán xanh chưa làm nè, mới có tạo cái khuôn thôi nha. Ở chân mày bên đây là thấp sệ. Bên đây thì ok ha, bên này chân mày thấp hơn nên nâng để cân bằng các dán bên đây. Đây cái chân mày xanh ha, từ cái đoạn này vừa xanh mà vừa ngắn nữa nè. Không có hợp với cái khuôn mặt của bạn này ha. Đó. Thì bạn này muốn dài hơn và to hơn thì các bạn lấy thêm một cái phải hai nét kim ha. Hai nét kim. Rồi bắt đầu em tiếp tục thay kim xử lý cái màu xanh bên đây cho các bạn xem ha. Các bạn cần tư vấn về khóa học phun xăm thì mình inbox vào cái link bên dưới nha các bạn. Rồi xử lý cái đoạn xanh ha. Đi từ cái đoạn xanh nhớ đi giống như hồi nãy nha. Xử lý bên kia ha. Nhớ cái tay căng ngang ra để cho mình đi cái đoạn đó ha. Đừng có đẩy lại căng ngang mà. À, các bạn mới vào thì bắt đầu đúng mình sẽ xem đây. Cái quá trình xử lý chân mày bên đây nha. Giống như hồi nãy ha. Khách kim điều tay. Xử lý chân mày chỗ xanh bằng cái mực nâu đỏ ha các bạn ha. Đi điều tay ha. Đi điều tay chứ không phải đi cho dày màu nha. Nhớ. Cái này là xử lý bỏ màu chứ không phải là làm dày màu nha. Giống như cái chân mài xanh thì cái bảng rất là dày, nhưng mà đã xử lý qua rồi nó tróc ra là thành một cái chân mài mỏng mịn chứ không phải là chồng màu là dày nha các bạn. Các bạn phải nên nhớ chồng màu là dày là sai nha. Chồng màu nhưng mà mình lấy bỏ chứ không phải là mình chồng để nó dày thêm nha. Ra cái màu nó rất là mỏng mịn giống như chân mài mới luôn á. Tiết kiệm. Coi chỉ giọt luôn đi chứ giờ sao chỉ chịu khó xong cái thế là sắp ok rồi nha, sắp hoàn thiện mình nên chịu thời gian để điểm sót. Coi chỉ giọt đi em ơi. Các bạn đang xem bạn học viên mình đang xử lý chân mày tổ xanh bằng cái mực sami màu nâu đỏ ha. Điểm lại thôi. Màu là ok rồi đó. Giờ điểm để cho nó thấm màu nữa là ok rồi ha. Phải lấy cái màu bên trong ra thì nó trắng vô cái chung này. Ba ba gì ạ? Chuyển qua một 3, 3, 1, 9, 5, chuyển qua một cái màu này, cô cẩn thận cái đầu thả ra cái đầu, đừng có hất ra và hất cổ xanh không xong này hất ra tại sao mình đi à, một cái chân mày chỗ xanh như vậy rất là kém tự tin ha các bạn ha. Các bạn đang xem bà học viên đang xử lý theo sự hướng dẫn của cô giáo thì bà học viên đang xử lý chân mày chỗ xanh này nha. Anh chào quê hương nha, chào em yêu. Chào Su Su nè. Mình dùng cái màu mình đi một lượt cái màu nâu đỏ. Nâu đỏ lên cái chân mày chỗ xanh ha. Để nó trung hòa lại trở thành một cái màu nâu. Sau đó mình mới lên màu chủ đạo. Em lau rồi lại lau qua luôn nha. Lau cái này là bỏ màu. Bỏ màu. Rồi nó chuyển cái đầu rồi đúng không? Cái phần này nó vẫn còn đúng không?
phần mềm nó vẫn còn bị xanh đúng không? Xanh. Thấy không? Mới có một lượt thôi là chuyển qua ha. Nó đã nâu vào đều hết rồi đó. À, các bạn nhớ chú ý cái phần mà da mới, cái cạnh bên ngoài á, trên phần đỉnh chưa làm á, chỗ đó rất là quan trọng. Để nó hòa nhập vô khi đó bông ra là cùng một màu ha. Chứ nó không có để ra hai màu nha các bạn, cái phần đó là rất là khó nha. Cái này là chanh mai cũ, nó là mỏng mỏng nhỏ không cô? Đúng rồi, mỏng mà dán. Ngắn nữa, nhỏ mà ngắn ha. Nó không có hài hòa với cái gương mặt của mẫu này nha các bạn. Mình chuyển màu là mình phải nhớ là không phải là mình đi dày màu mà mình hạ màu đi, lấy bớt cái màu để cho nó mỏng ha. Giống như mình dùng dung dịch để mình lấy bớt màu vậy đó. Cái này nó rất là hiệu quả nha các bạn. Màu nó đã chuyển qua cái màu nâu hay nó còn một tí chỗ này nữa thôi ha. Nó chuyển qua màu nâu hết rồi ha. Rồi bắt đầu dùng cái màu tiếp theo là cái màu để lắp cái màu này đi, là cái màu nâu kaki hoặc còn gọi là màu xanh riêu nha. Thì cái màu đó tụi em sẽ đi trung hòa hết đều với chân mày để trừ hao những cái chỗ da mới bị đỏ sau này ha. Rồi mình sẽ lót nền luôn. Rồi bắt đầu mình mới lên màu chủ đạo. Rồi ok, không đi nữa, đừng có đi nhiều. Nhớ cái này là không, cái này là bỏ màu không phải là lên màu ha. Rồi đi tiếp, lấy ra, muốn qua cái một cái màu mới thì phải chuyển nó qua ha. Rồi bây giờ đi đều lại hết ha, đi đều lại hết nha. Nhớ cái đầu này chỉ lam thôi, không có đi nhiều ha. Lam cái màu nâu kaki giống như hồi nãy thôi, rồi mình điểm ở cái đầu ha. Rồi chuyển màu qua hết, rồi bắt đầu mình mới lên màu chủ đạo nha. Nâu kaki nha. Thâu đang là màu nâu kaki. Đi chung hả? Chảy thì nó đi, rồi nó chảy, chảy thì nó mới để đây, nó sạch sẽ. Lo trước hết. Thì bao giờ lao như vậy, lao là một không lao, hai là phải nó bị là phải lao dứt khoát hết ha, để cho nó gọn cái chân mài cho nó đẹp, đừng có để nó tèm nhem. Em ghi cái chung qua để em chấm, em nhìn cái chấm thẳng như vậy, không có màu lấy màu thì nó ra cái ống đỏ. Cây vuông là mình tự cột nó không? Đúng rồi em, chút xíu cột. Rồi cái bên này là cái phần mình ăn da nhiều hơn cái bên kia đúng không? Một hồi em sẽ đi cái màu nâu đen cái chỗ trắng trước nha. Em làm cái màu nâu đen chỗ trắng để cho nó bằng cái tông kia một cái, tại bên kia nó không có bị nhiều, bên đây nó bị nhiều nè ha. Mình mới vô màu chủ đạo đều hết ha. Nó canh cho đều. Đi qua. Nó đều ở chỗ trắng thôi, vô chỗ nghiêng qua thôi, đâm một hồi kim nó tà đầu hết giờ. Có mấy nói cho micro không vậy? Không. Không.
576406. Em ơi anh lao đi. Uống cho đường. Giang. Uống cho đường. Không. Không có nước uống. Dạ. Uống cho đường đi. Có. Dạ. Sát tay chứ. Không có tắt sữa. Anh uống rồi. Uống cho đường kia. Đây các bạn ơi, cái này là cái này là cái sản phẩm tê an toàn, là tê cấp tốc nha. Ví dụ quá trình xử lý hơi lâu thì các bạn này sẽ cảm giác hơi có cảm giác đau, nên mình sẽ dùng cái tê cấp này ha. Mình bo nhỏ một giọt, mình chà cho nó thấm, không có lao lao bỏ tê sao chà chưa có khô. Em phải chà cho nó khô đi chứ không có được lao bằng cái giấy ướt. Mình chỉ lao giấy ướt gọn bên ngoài thôi, còn cái tê em lao đi là nó mất tê rồi, đúng không? Là mình phải lao cái phần bên ngoài mà chỗ em chà nó bị le dai ra ngoài thôi. Còn cái phần trong mình để cho nó khô và bắt đầu mình sẽ đi. Linh Linh, cô ơi cho em hỏi, nếu chân mày mà xanh đậm mà giữ dáng thì mình sẽ làm như thế nào cô? Em cảm ơn cô nhiều ạ. À, giữ dáng thì mình chỉ xử lý thôi em, mình không có cần tờ tôn dáng khác nha em. Mình chỉ xử lý cái màu thôi. Mình giữ cái dáng đó, mình không có cần chỉnh dáng lại ha. Xử lý giống như cô nãy giờ cô đang nói là cái dòng sự cái mực xử lý đó. Rồi, thêm một tí xíu nữa. À, anh chào Cúc Nguyễn nha em. Chào Thu Lan. Thu Lan gửi câu hỏi là muốn xóa cái phần thừa thì mình dùng màu gì vậy cô ạ? À, nếu mà bị nhiều quá thì em dùng cái dung dịch. Rồi nếu em có laser thì em bắn laser nha. Còn nếu mà ít á thì mình dùng màu vàng, màu nếu mà xanh á thì em cho một lượt nâu đỏ để nó hút đi cái xanh, sau đó mình đi một lượt vàng nghệ lên để nó hút đi cái đỏ. Sau đó mình lên màu da là màu chủ đạo như em nếu mà ít á ha. Nhưng mà em phải đi theo kỹ thuật dích dắt chứ không phải đi sâu giống như hồi xưa nha. Đi mà để cho cái màu nó mỏng chứ không phải là mình đi mà để cho nó dày cái màu giống như hồi xưa là sai nha em. Quan trọng là kỹ thuật của tụi em xóa nữa nha. Anh chào Mai Ngọc Chi nha em. Các bạn đang xem livestream cô giáo hướng dẫn cho học viên xử lý chân mày chỗ xanh ha. Sau đó mình sẽ lên màu chủ đạo là màu nâu sô-cô-la. Lướt thôi rồi bắt đầu lên màu được rồi ha. Lên màu nhớ là cái đoạn này đoạn mới hoàn toàn thì phải đi cái nâu đen ở cái đoạn này, đúng không? Đi nâu đen để nó tăng cái tông nó lên, nó ẩn khoảng 2 lượt, ẩn cái nâu lên. Bắt đầu mình mới đi màu chủ đạo lên toàn bộ cái chân mày thì nó tróc ra nó sẽ hài hòa, nó không bị hai màu nha, nhớ. Cao sao? Linh Linh gửi lời cảm ơn cô. À không có chi nha Linh Linh. Cảm ơn em đã xem livestream và tương tác nhé. À, các bạn quan tâm tới cô giáo, quan tâm tới khóa học của cô giáo thì mình hãy vào trang của cô giáo nhé. Trang cô giáo là Huy Thảo My Pro Lady. Mình sẽ vào mình inbox, mình gọi vào hotline để được tư vấn kỹ hơn về khóa học nâng cao về chuyên đề mày mí môi nha các bạn. Hiện tại là mình đang có chương trình giảm vào mùa hè. À, rất mong là các bạn quan tâm và đừng bỏ qua. À, cảm ơn các bạn đã xem livestream và tương tác nha. À, chào Nguyễn Thị Thu Hà. Nguyễn Thị Thu Hà gửi câu hỏi là cô ơi cho em hỏi mình phẩy theo chiều nào vậy ạ? À? Chiều đi về phía mình hay ngược lại? À, cô trả lời là đang đi kim ba đó em. Mình đang xử lý, mình đi kim ba, mình đi kỹ thuật xoắn ốc nha em.
Hôm nay cô có rất là nhiều mẫu và hướng dẫn cho các bạn học viên của mình, nên các bạn thông cảm. Khi nào mà cô free thì cô sẽ trực tiếp trả lời cho các em nha. Nhưng mà các em cứ gửi câu hỏi lên đây, anh sẽ từ từ đọc cho cô nghe nha. Anh chào Hương Dior nha em. À, sau khi mình xử lý mình dùng nâu đỏ. Nhớ cái tông nâu đen nghe bé ơi. Dạ. Đỏ cái chỗ tắm cái đuôi đó. Nước tay miệng ta thôi, nước tầm nhiều thích kia thôi. Sau khi mình dùng màu nâu đỏ, mình xử lý cái phần mảng xanh rồi. Tiếp theo mình đang dùng mực nâu đen, mình đi cái phần đuôi và phần da mới, đúng không cô? Ừ. Để cho nó chan hòa. À, sau khi mình bôi mực thì sẽ chan, mình sẽ thấy nó ăn màu, nó chan hòa với lại cái màu nâu màu cũ đang xử lý xong đó ha. Sau đó mình mới đi lên một lượt nữa là màu nâu sô cô la, không cô? Màu chủ đạo là nâu sô cô la. Xử lý chân mày chỗ xanh chỗ đỏ là một cái bài học rất là khó nha các bạn. Và bài học đó không thể thiếu trong cái chương trình dạy của cô giáo cho các học viên của mình. Các bạn sẽ làm khi nào thuần thục thì thôi. Mình xử lý xong mà mình ra thấy dáng chân mày nó giống như là chân mày mới làm vậy đó các bạn. Hiện tại các bạn thấy cái chân mày của chị mẫu này á, nó vừa mỏng nhỏ và nó vừa xệ đuôi ha. Mình chỉnh dáng lại và mình làm cho cái chân mày nó kích thước nó lớn hơn để nó hài hòa với gương mặt hơn. Ủa? Đúng rồi Nguyễn Thị Thu Hà, chính xác đó em. Sau khi mình đi màu cái nâu đen ở chỗ cái phần đuôi với lại cái phần da mới, cái mình bôi ra nó đều rồi thì mình mới đi đi màu chủ đạo sô cô la lên toàn cái chân mày. Hiện tại những cái ca khó này trên thị trường nó rất là nhiều nha các bạn. Nếu như mình thuần thục kỹ thuật này thì mình đã có cái chiếc chìa khóa ở trong tay rồi, thì khách hàng rất là thích mình ha. Sau khi mình người ta mang trên người một trên gương mặt một cái cặp chân mày thiếu tự tin như vậy mà khi được xử lý xong thì nó đẹp như vậy, họ rất thích ha. Bạn Nguyễn Thị Thu Hà hỏi rằng là mình đi cái nâu đen nó tầm mấy lượt vậy cô? Bạn Nguyễn Thị Thu Hà chờ chút xíu cô qua là cô sẽ trả lời câu hỏi của em nha.
Các bạn đang xem livestream cô giáo hướng dẫn cho học viên xử lý chân mày chỗ xanh nha. Cô, bạn Nguyễn Thị Thu Hà nói là mình đi cái nâu đen này tầm bao nhiêu lượt thì sẽ được? Nó khoảng 2 đến 3 lượt. Em thấy nó cái độ chỗ trắng nó bị ánh, nó ánh nâu lên là được nha em. Ánh nâu để nó chan hòa với cái màu mình xử lý á, nó cũng đang trong tình trạng ánh nâu á, mình sẽ chan hòa cái màu đó lại ha. Và bắt đầu mình mới lên màu chủ đạo, nhưng mà nếu em lên màu chủ đạo thì em phải đi kỹ hơn. Những cái chỗ mới nó sẽ kỹ hơn là những chỗ mà đã có chân mày xanh rồi. Thì nó ra nó sẽ không bị hai màu nha, nó sẽ hài hòa lại nha em. Nhưng mà nó cũng mài. Mình thấy cái độ đi mà thấy ánh nâu lên ha là mình được rồi, giống như mình lót nền nó để mình trải cái lót cái nền chỗ trắng trước để nó đang bằng cái tông em xử lý á, thì em sẽ lên cái màu chủ đạo lại là nó sẽ ok nha. Còn nếu mà mình đi cái màu chủ đạo cái chỗ trắng nó luôn cùng với cái chỗ xanh chân mày xanh mà mình xử lý thì nó muốn sẽ ra hai màu nha em, tại cái chỗ xanh nó mình xử lý hạ màu nhưng mà nó vẫn còn cái màu màu cũ lợt ha. Còn cái chỗ trắng mà mình đi cái màu nâu thì nó ra nó sẽ bị trắng nha, nó không có điều màu thì nó ra hai màu, nó không hài hòa, nó không đẹp nha. Mình phải biết cách phối màu nha em. Rồi mình đi lại cái chỗ mà bị trắng đó là cái màu chủ đạo, nó sẽ kỹ hơn là cái chỗ mà có màu rồi ha. Điều chỗ có màu rồi mình sẽ lên chủ đạo điều thôi. Lúc mà qua, lúc mà hết đây thôi. Bà Nguyễn Thị Thu Hà nói là ví dụ như mình để cái màu nâu đen đó làm cái màu chủ đạo được không cô? Trong cái nâu đen nó có cái ánh xanh. Không được em ơi, cái màu cũ nó đã màu ánh xanh rồi em ơi. Em mà đưa chủ đạo màu xanh tuyệt đối không đưa chủ đạo là cái màu nâu cái gốc đen vô là bị xanh nặng hơn ha. Nó sẽ bị xanh nặng nhiều hơn nữa nha. Là đi mình lên màu chủ đạo là từ cái tông nâu sô cô la, nâu tây, nâu vàng ha, tùy theo cái độ xanh nhiều thì mình cho nâu vàng. Còn cái độ xanh vừa mình cho xanh vừa thì mình có thể cho nâu vàng, nâu tây, nhưng mà cái độ xanh ít á, thì mình sẽ cho cái độ nâu sô cô la ha, tùy theo cái chân mày mình phối màu nha em. Nhớ tuyệt đối xanh không được đi chân lên màu chủ đạo có gốc đen, nâu gốc đen là bị sai nha, là bị nặng luôn. Lúc đó là mình bắn laser luôn cái chân màu mình trồng ngoài xanh, mình trồng dày lên nữa là nó bị sai. Còn khi nào màu chân mày người ta bị đỏ thì em mới làm như vậy được ha. Rồi em rõ rồi ha Nguyễn Thị Thu Hà ha. Các bạn quan tâm tới cô giáo, quan tâm tới khóa học của cô giáo thì mình hãy vào trang của cô giáo là Huy Thảo My Pro Leading. Hiện tại mình đang có chương trình giảm về mùa hè, những cái khóa học nâng cao dành cho những cái học viên đã, những cái bạn chuyên viên đã biết nghề ha, nâng cao mày mí môi. Đến thì cô dạy là cô kèm cầm tay chỉ từng bạn ha, và cô sẽ chỉ cho các bạn cảm nhận trên cái da thật. Lúc đó các bạn sẽ trau dồi được những kiến thức mới rất là tốt ha. Từ đó mình sẽ tự tin xử lý những cái ca khó, làm nghề nó tốt hơn. Làm nước bay thôi, khúc này là đi cái độ tay nó sẽ bay là lượng thôi, chỗ đỏ ha. Chỗ đỏ thôi, không có đi cái chỗ đen. Anh xin chào Thanh Tam Hoàng nha em. Chỗ xanh thì xử lý cái mực Sami của Nhật nha em. Màu nâu đỏ. Đây cái chân mày này sẽ có 3 đến 4 màu lận nha.
màu khung, màu bột, màu vàng. Đầu tiên là mình sẽ xử lý cái màu này nha em Thanh Tâm Hoàng. Và đây tiếp theo là cái màu tiếp theo để xanh màu nâu ha. Ừ. Cuối cùng là mình chủ đạo nha em. Sản phẩm mực này á mình mua chính hãng á tại cái thương hiệu Huy Thảo chuyên cung cấp dụng cụ phun sâm ở địa chỉ 637 đường 3 tháng 2, phường 6, quận 10. À, nếu mình ở Sài Gòn thì mình đến trực tiếp đó ha. Hay hoặc là mình sẽ lên trang fanpage mình gõ rằng là Huy Thảo chuyên Huy Thảo shop chuyên cung cấp dụng cụ phun sâm là sẽ ra. Đây là một cái thương hiệu uy tín bán chuyên cung cấp dụng cụ phun sâm mỹ thẩm mỹ trên 10 năm nay rồi các bạn nha. Rất là nổi tiếng ở Sài Gòn mình ha. À, Nguyễn Thị Thu Hà nói dạ em cảm ơn cô nhiều. À, không có chi nha Nguyễn Thị Thu Hà, cảm ơn em đã vào xem livestream và tương tác ha. Nếu yêu mến cô giáo thì mong bạn hãy ủng hộ cô giáo nha. Mình sẽ like share ha. Chỗ đầu ha. Thanh Tâm Hoàng ơi, mà đậm cái nào mình xử lý một lần cũng hết luôn em. À, bên đây là bên cô là học viên chị xử lý, bên cô xử lý một lần theo những cái công thức mà cô đang nói là một lần thôi ha. Một lần là hết nha. Bên cô có bán mực xử lý không ạ? À? Có em. Em vào trang Huy Thảo chuyên cung cấp dụng cụ phun sâm ha. Hoặc em đến trực tiếp địa chỉ 637 đường 3 tháng 2, phường 6, quận 10 nha em. 637 đường 3 tháng 2, phường 6, quận 10. Mình search Google nó cũng ra đây em ha. Giá một lọ này á là 340k. Xài rất là nhiều nha các em. Xài hoài luôn. Vâng, cô vào để vào hội là để được giao lưu với các bạn, để chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm ha. À, các bạn mới mà yêu thích cái nghề này á, mà mến mộ cô giáo thì mình đến với cô giáo mình học ha. Đến đây học thì yên tâm. Ở đây là có các cái Việt Kiều ở nước ngoài về học cấp tốc cũng có. Có những cái bạn chuyên viên đã học rồi ở những cơ sở khác đến học nâng cao cũng có. Mình phải căng ra mình mới thấy được cái độ nghề. Và sau khi ra nghề là tự tin mở tiệm luôn đó các bạn à. Tại ở đây mình lên mẫu rất là nhiều ha. Và mình học những cái bài tập rất là khó. Cái chân mày chỗ xanh dần dần hoàn thiện này nha các bạn. Anh cho các bạn xem lại cái chân mày trước kia nha. Đi nét mỏng thôi, những đào là được rồi, được rồi. Còn lam lam những cái chỗ trắng này. Tiếp theo phủ màu thêm những cái chỗ trắng nữa. Đây chỗ bị trắng nãy còn ít màu đỏ. Mang trên cái gương mặt một cái chân mày nó xanh như vậy thì nó cũng rất là thiếu tự tin nha các bạn. À, chị mẫu này cũng trằn trọc không biết làm sao, nhưng mà may mắn thay là mình đến có duyên mình gặp với cô giáo ha. Giờ cô hướng dẫn cho bạn học viên đang xử lý đây các bạn. Sau khi hoàn thiện xong thì cái chân mày nó sẽ có một cái màu nâu tự nhiên đẹp như là chân mày mới làm nha các bạn. Đồng thời là cô đang sửa dáng, nâng dáng chân mày cho chị luôn. Hiện tại thì các bạn cũng biết đó,
rộ lên cái phong trào là chân mày phong thủy. Thì nói chung một cái chân mày mà mình dựng lại, mình định hình lại nó đẹp, nó hài hòa với gương mặt, thì đó là một cái, nó là tạo được một nét duyên trên gương mặt mình. Đó cũng là một cái phong thủy tốt rồi các bạn ạ. Phong thủy nó là như vậy thôi chứ không có gì khó hết. Đúng rồi. Thanh Tâm Hoàng ơi, địa chỉ là 637 đường 3 tháng 2, phường 6, quận 10 nha. Đầu chân mày nè. Anh chào Phạm Thị Ngọc Mỹ nha. Đầu chân mày chấm cái này ha. Màu đỏ đây đúng không? Màu đỏ đây. Màu lấy màu đen. Đừng có tới nữa, mình chấm ở chỗ đó. Nguyễn Thị Thu Hà ơi, hôm nay anh đang livestream cái bài này nha. Bữa khác anh livestream cái bài đó thì anh sa em hãy theo dõi và vào ha. Thì cô sẽ chia sẻ cho đúng chủ đề nha em. Nha, nhớ nha. Cảm ơn em đã xem livestream và tương tác. Cái chỗ giữa này đừng có đi từ từ ha. Giữa. Linh có nha em. 340k đó em. Em hãy vào trang fanpage Huy Thảo chuyên cung cấp dụng cụ phun sâm nha em. Em đã xong một mẫu, bây giờ em lên môi. Môi giả. Nguyễn Thị Thu Hà nói là cô ơi hôm nào cô like. Nguyễn Thị Thu Hà nói khi nào cô like về dung dịch xóa nha cô. Nói cô bữa nào cô like về dung dịch xóa. Em cứ theo dõi. Có ca nào mà bị xóa nhiều, xóa nặng này thì sẽ like ha. Cái đó là nói chung là dung dịch thì cái ca mà bị người nhiều quá mình nên xóa, mình có laser thì mình xóa ha. Chỗ đỏ đỏ này nó vẫn ăn mà. Mình đang xử lý đây ha. Các bạn thấy có hiệu quả và đẹp thì các bạn cho một like giùm anh nha. Cây này chim bị sút rồi. Nguyễn Thị Thu Hà nói dạ em cảm ơn cô ạ, thích cô lắm luôn. Ok em, thích thì là thả tim nè, xe nè. Bắn nhiều vô đi em. Em Thank you.
Xin chào Thành Đạt tóc nha. Cô ơi, chân mày trổ xanh cái phần đầu đậm á, em muốn làm lại cái phần đầu nhạt hơn thì làm sao vậy cô? Trổ xanh phần đầu đậm. À, nếu mà đậm quá thì em có laser thì em bắn một phát là nó hết liền ha. Còn nếu em có thì em cũng xử lý giống như cô nói vậy đó, em hạ màu giống như cô nói ha, hoặc là em hạ màu bằng dung dịch nha. Chỉ cái đầu thôi ha, mình lấy mình đi nâu đỏ. Rồi xong rồi mình đi nâu kaki rồi mình bỏ chứ mình không có lên màu nha, đi nâu đỏ cho kỹ ha. Rồi bắt đầu tóc ra thì nó sẽ nhạt dần nha. Còn nếu mà có dung dịch thì mình dùng dung dịch mình lấy kim mình di cái đầu chút xíu nha. Còn nếu có laser thì càng tốt. Mình chỉ cần đổ quên nữa. Đổ mãi được em ơi. Đây cái chân mày trổ xanh nha các bạn. Cô giáo đang hướng dẫn cho học viên xử lý chân mày trổ xanh. Và sau khi xử lý ha, đang dần hoàn thiện nha các bạn. Có luôn nha em, Linh Linh ơi. Em inbox em hỏi vào trang Huy Thảo shop chuyên cung cấp dụng cụ phun sâm nha. Các bạn trả lời cho em. Hoặc em đến trực tiếp 637 đường 3 tháng 2, phường 6, quận 10. Thank you.
Cảm ơn Linh Linh đã vào xem livestream và tương tác nha em. Sau khi xử lý cho ngoài chỗ xăm nha các bạn. Anh chào Chu Ly Đoan nha. Chỗ này nó cũng chưa có liền lắm. Thấy chưa? Thấy chỗ này không? Nó chưa có liền nè ha. Đưa cái chỗ này cho nó liền. Liền. Nó liền, nó bị trũng chỗ này tí nè. Bên này ok quá ha. À, địa chỉ là 637 đường 3 tháng 2, phường 6, quận 10 nha em. Rồi bắt đầu xong. Sau khi mình đã sắp hoàn thành thì mình sẽ kiểm tra lại hai bên coi nó ok chưa, mình mới cho khách về nha. Kiểm tra mình để coi chỗ hai bên nó căng chưa, nó bị thiếu sót chỗ nào mình phải kiểm tra lại nha. Chỗ đó nó chưa có liền, mình mới đi lên thì chỗ đó rồi ngưng la đi thôi. Cái này nè, một cái chỗ này thôi nè, một tí nhẹ thôi cho nó liền thôi. Thôi, giúp nó nhẹ nhàng thôi. Mực không có, mực là mực nâu đi. Nâu có làm sao gì không? Chút nhẹ thôi. Nhớ, chút về đây nè. Đúng rồi, chứ đừng có đi lên trên nữa. Sau khi mình làm xong mình sẽ sử dụng chùi tạo bọt đúng không cô? Vệ sinh ha. Vệ sinh ha, mình sát khuẩn ha, mình hút đi những cái dịch ha, bị những cái dịch rỉ rỉ cho nó khô ha. Nãy em chụp hai cái chân mày. Thẳng hai cái. Có mà. Con hai cái. Rồi lấy đi hai cái. Đây cái chân mài của bạn này trước khi làm nha các bạn ơi. Dạ, xanh quá trời ha. Đầu nó hơi bị chuối ha. Dáng nó hơi nhỏ ngắn ha. Mà rồi xanh, sau khi làm xong. Sau khi hoàn thiện ha. Nhìn mặt cao, dáng cao ha. Chân mài dài ha. Nhìn mặt tay hơn ha. Nhờ mở mắt lên đi người đẹp ơi. Cho chiêm ngưỡng dung nhan của người đẹp nha.
đã xong cái thành phẩm ha. Học viên vừa xử lý xong ca xử lý xanh nha. Okay. Cảm ơn các bạn đã xem live stream và tương tác nha. Quan tâm tới khóa học của cô giáo, các bạn hãy vào trang của cô giáo nha, Huy Thảo My Rolling. Hiện tại mình đang có chương trình giảm mùa hè nha các bạn. Các chuyên đề nâng cao dành cho các bạn chuyên viên đã từng học qua, đã từng biết nghề ha, nâng cao về chân mày mí môi, hoặc là khóa cơ bản, từ cơ bản cho tới nâng cao, học xong rồi ra mở tiệm luôn á. Đang có chương trình giảm hè nha các bạn. Các bạn hãy inbox và gọi vào số hotline để được tư vấn kỹ càng hơn nha. Hiện tại các bạn đang xem live stream cô giáo hướng dẫn cho học viên xử lý chân mày chỗ xanh. Đây là chân mày trước khi xử lý ha. Rất là kém tự tin khi mang trên gương mặt, một cái đôi chân mày nó mỏng, nó không có hợp với lại gương mặt ha, mà nó còn bị xanh nữa. Mình để chỉnh sửa lại ha. Nhìn cái gương mặt chị ta nó hài hòa hơn, thanh tú hơn ha. Những cái mẫu như mặt mình tròn mà chân mày nó mỏng quá thì nó làm cho cái mặt mình nó to hơn. Còn khi cái mày nó hợp rồi thì nhìn nó cái mặt rất là thon nha các bạn. Và rất là trẻ trung ha, với màu nâu. Nè bé ơi, chỗ này chẳng thấy nó còn hết. Cảm ơn các em đã xem livestream và tương tác nha. Hẹn các bạn trong cái livestream tiếp theo nha.